Rồi chào các bạn đến với kênh Ali Bình Official. Rồi bây giờ là kèo kia đội đẳng cấp nha các bạn. Bên kia Phước Tim, kia cho Dương Châu, bên đây là Trà Gàng, kia cho Chuối. Một không cho Chuối. Chưa anh, cần kia xíu thì nó vô dừng. 1-0 nha các bạn. Hai không cho Chuối. Chuối quá hay cho anh ạ. Nói chung kèo này cũng có ăn có thua rồi mọi người, cho nên là vô là cứ suốt thôi. Ba không. Bốn không. Các bên kia chưa nóng. Kèo này là quýnh 15 điểm nha mọi người. Đội ngoài. Điểm đầu tiên cho bên kia. 1-4. Quá hay vậy Chuối. Đi qua cưng, đi qua đi. Qua đi Nhân. Quá hay cho Gà Gàng rồi. Quá tốt cho Dương Chậu ơi. 2-4. Điểm 2-4. Mỗi màn là bên đây gác 4 điểm này, giờ bên kia đang đeo điểm từ từ. Hai bốn. Nói chung là gác mấy điểm đầu cũng chưa nói được gì hết đó các bạn. Và một pha sơ sức. 5-2. Chủ yếu là mấy điểm cuối như thế nào thôi, chứ mà mấy điểm đầu thì cũng không có nói được. 4-4. Quá hay rồi, cho banh đó chấm nhỏ của Dương Châu. 3-5. Quá hay rồi cho bên đó. Đội ngay lỗ số 6. 4-5. Bên kia đang đeo điểm từ từ. Bên kia bắt đầu nóng máy rồi đó. Rồi chắc đánh xong kèo này bắt đầu kèo hẹn ra. Quá hay cho Chuối rồi, thủ cái chân. Cơ hội cho bên kia lại. Quá tốt cho Chuối rồi, Chuối chấm cho mình luôn á. 6-4.
Sao không? Trời ơi, cháu anh nó vườn chấm cháu anh nói sao mà kia mà lên nổi 5-6. Trời ơi, cháu anh quá đẳng cấp rồi. Quá hay chú ơi, quá hay chị Dương ơi. Trời ơi, cháu banh đá quá, cháu banh hấp dẫn quá. 6 điều rồi, ghét 4 điểm mà giờ bên kia lên lên điều luôn rồi. Hôm qua xin cũng thua cũng quá nhiều rồi. Điểm 6 đều các bạn. Kèo này đánh 15 điểm. Bóng ngoài cho chuối. Lần đầu tiên Dương Châu gác điểm. Điểm 7-6 các bạn. Rồi trận đấu bắt đầu chạy tiếp. Quá trời chuối lên lưới cho mình nó quá hay. Mà bên Dương cao quá. Qua đầu rồi cho anh nó ký quá tốt rồi. Điểm 7 đều. Trời ơi, cháu anh nói phước quá hay rồi. Trời ơi, phước của cô quá hay rồi mà. Pha bỏ lỗ không vào lưới. 8-7. Trời ơi, cháu anh nó đội đập xuống giặt lưới ăn 8 đều. Quá hay rồi. Thủ bóng quá hay cho anh vô. Ôi, trời ơi. Trời ơi, những pha bóng mà nó liếc đầu lưới không. Trời ơi là trời, ra gan hay quá. Quá hay cho anh Dương ơi. 9-8. Điểm 9-8. Quá hay cho ra gàng rồi. Cơ hội. Hầu ông Dương chấm đầu lưới. Cơ hội cho chuối. Quá hay cho Phước rồi. Quá trời hay cho ra gàng rồi. Trời ơi, Phước nó té rồi nó bay. Trời ơi, tự sát, pha tự sát của chuối. Chuối liếc đầu lưới không qua lưới rồi. Trời quá hay rồi. Trời ơi, Dương cũng thủ mới cho anh. Rồi, cháu anh. Cháu anh quá ổn. Rồi. Giữ ra giữ. Rồi
Rồi, không đều cho chuối, 10 đều. Rồi, rồi. Còn là hai bên là lên là ngoài ba trái ghi điểm của chuối. Rồi trận đấu chạy tiếp nha các bạn. Nói chung là hai bên dí điểm qua lại qua lại. Trời ơi, chuối cho mình nó quá phước hay quá hay. Ngoài. Trời ơi, cho mình chấm ngoài. Rồi, điểm 12-10. Mười ba mười. Một pha liếc bóng trên đầu lưới không thành công. Quá trời tốt rồi, chuối hừng lên gác 3 điểm chú thủ. Quá tốt rồi. 14-10. Rồi nếu không có gì thay đổi xếp banh này thì có thể là bên chuối sẽ thắng nha các bạn. Cũng rất là đẳng cấp. Rồi, cơ hội cho bên kia kết thúc trận đấu. Rồi, rồi kết thúc xếp banh nha các bạn. Bên chuối thắng 15-11. Rồi cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Những bạn nào chưa đăng ký kênh của mình nhớ đăng ký ủng hộ cho mình nha. Chào các bạn, bye bye.